Vậy 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 vậy. Bây giờ tôi diễn cái tiết mục này cho ông coi nè. Ông mới phục tôi nè. Thôi sao tiết mục gì? À, ông có tờ 5.000 không? 5.000 hả? Tôi sẽ lấy tờ 5.000 của anh. À sao? À. Biến tờ 5.000 anh thành một tờ giấy 10.000. Ôi trời ơi trời. Ông nói ông lấy 5.000 của tôi là ông biến thành 10.000. À. Trời đã quá trời ha. Bây giờ tôi hỏi thăm ông chuyện nha. À. Hồi nãy ông giờ ông diễn chung với tôi mà tôi không biết ông là người nước gì. Ông là người nước gì? À. Thôi tôi cũng trân trọng giới thiệu với ông cho biết nha. À. Vì hồi nãy á tôi lấy tiền qua ông sợ là ông không tính gì. À. Tôi giới thiệu với ông biết tôi là người nước gì không? Ông là người nước gì? Tôi là người nước đá. Ôi trời. Ở trên thế giới này có cái người kêu bằng người nước đá nữa. À. Còn đặc biệt là ba tôi người nước gì biết không? Nước gì? Người nước mía. Còn má tôi mới đặc biệt nè. Sao? Không, à. Má tôi người nước gì biết không? Nước gì? Người nước lạnh. Vậy là giờ ông biểu diễn cái trò này mình 5.000 thành 10.000 hả? Tôi biến tại 5.000 thành tại 10.000, ông tin à, chưa? À tin. Tin phải không? Rồi đưa 5.000 đây. Hồi nãy tôi biểu diễn đằng kia là khán giả thiếu nhi là lì xì tôi 5.000 nha. Tôi bỏ đâu để tôi lấy cho tôi. Ông biến thành 10.000 là tôi được lời được 5.000 nha. À, à. Ủa đâu mất người ta? Để đâu rồi? Đây lại đây trong đồ ông túi. Từ từ tôi lấy. Để từ từ tôi lấy. Tôi bỏ trời ơi trời. Trời ơi, ông bỏ ông túi gì mà 5.000 à, 5.000 mà ủa này gì đây, dạ cà phê gì đây? Dạ cà phê. Cái túi ông gì cái kéo vậy thôi vậy? Túi màu đen giờ là 5.000 nào biến thành 10.000 đi. Để sao làm cái túi này chi? À, thôi, nè. À. À 5.000. Đây nè, để cho ông coi nha. Biến thành 10.000 không? Tiền là của anh. À. Cái tay đâu có cái gì nha. À. Cái tay bên đây không có gì không nha. Gì? Tôi xếp lại 5.000 lại. Xếp lại. Anh dòm kỹ nè, dòm kỹ nè nha. Xếp 5.000 lại nha. Biến thành 10.000. 5.000 biến thành 10.000. Ủa mà 5.000 biến thành 10.000 là anh lợi nhiêu? Tôi lợi 3.000. 5-10 tầm 7 tầm 3. Dạ. Cái gì mà lời 3.000? Tôi lời nhiêu? 5.000 biến thành 10.000 là ông lời được 7.000. 7 gì 7? Tôi lời 5.000 để tôi tính tôi lời 5.000. Phải, phải 5.000. Ông phải đi học toán nha. Ông học toán mai mốt ông ra ông người ta ông hỏi ông không biết trả lời. Lời 5.000. Ông hãy nói đó phụ tôi đi. 5.000 biến thành 10.000. Hồi nãy tôi đưa ông 5.000. Nãy tôi đưa ông 5.000. Nãy tôi đưa ông 5.000 bây giờ biến thành 10.000. 10.000 không rồi. Có 2.000 à? Đưa ông không có biết đây nè, 2.000 đâu, 2.000 hai tờ lận. Hai tờ là không có lời rồi thấy không? Hồi nãy đưa ông một tờ, mà giờ ông biết thành hai tờ. Đã dễ vợ. Ủa, mà làm gì tôi lỗ hết 1.000 á? Hồi nãy đưa ông 5.000 mà, ông biết thành còn có 4.000 à? Ờ ha. Giờ ông biết lại đi. À thôi tôi biết lại cho ông cho. À, biết tôi đi. Lấy 2.000 này tôi biết cho 5.000 trả lại cho ông. Trả lại. Ờ. Ủa mà 2.000 biến thành 5.000 là ông có 2.000 là ông lợi nhiêu? Là 4.000. 4.000 đâu 4.000? Bao nhiêu? 2.000 với 5.000 là bao nhiêu? 2.000 với 5.000 á là 7.000. Ờ 7.000 mà ông nói 4.000. Đây nè tôi xếp lại, tôi xếp, xếp kỹ xếp. Càng lại. Dòm nè, dòm nè. Bỏ vô. À, à. Đâu? Bỏ vô. Bỏ vô. Vô rồi à. Bây giờ nè à. Ông mở ra đi, chính tay ông mở ra mới tin không? À 7.000 ha. À 2.000 là tôi bỏ túi trước. 5.000 vốn tôi còn nguyên. 2.000 là 5.000, 5.000, 2.000 là 7.000. 5.000 tôi còn nghi nguyên á. Ủa này làm như có 200 à. Ủa sao kỳ ta. Trời, hồi nãy tôi đưa ông 5.000 ông biết thành có 2.200 à. Giờ ông ảo lại tôi với ông về tôi lỗ vốn rồi. Ủa sao kỳ ta. À. Ờ ha. À. Nhưng mà hồi nãy ông đưa tôi có một tờ à. Một tờ 5.000 rõ ràng mà. Thì tôi biến hai tờ cho ông có lời một tờ nào muốn gì nữa. Cha 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 người ta mới lì xì tôi 5.000 giờ ông biết thành có 2.200 à. Vậy thôi đưa 2.000 để biến 5.000 trả lại cho ông cho. Rồi ông thành 5.000 thành 200 tôi còn có 400 á. Ôi rồi tôi đưa ông nữa đâu.